mùa hè 2019. Sẵn sàng chào đón quần thể du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp thế giới với 329 căn hộ nghỉ dưỡng và 79 biệt thự biển hạng sang. Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc. Được phát triển bởi các thương hiệu hàng đầu như đơn vị phát triển Mick Group, tư vấn thiết kế Bums Large Eberhardt và thương hiệu quản lý top 5 toàn cầu Mövenpick Hotels and Resorts. Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc được kiến tạo để trở thành quần thể nghỉ dưỡng đẳng cấp bậc nhất, giúp nâng tầm du lịch nghỉ dưỡng của Phú Quốc Việt Nam trên bản đồ nghỉ dưỡng toàn cầu. Sau đúng 24 tháng thi công với tiến độ khẩn trương, áp dụng những kỹ thuật tiên tiến và quản lý chất lượng nghiêm ngặt, 1.700 công nhân và kỹ sư xây dựng đang tiếp tục tập trung cao độ để mau chóng đưa dự án đến với những mốc cuối cùng và sẵn sàng bàn giao cho đơn vị vận hành trong mùa hè này. Khu Condotel bắt đầu bàn giao những căn hộ đầu tiên từ ngày 10 tháng 4. Đến ngày 15 tháng 5 sẽ bàn giao toàn bộ khối Condotel. Khu Villa ven biển, ngày 15 tháng 5 bàn giao và đưa vào vận hành thử. Khu Villa ven hồ, 30 tháng 6 bàn giao và đưa vào vận hành thử. Khu khách sạn sẵn sàng bàn giao vào ngày 30 tháng 6. Toàn bộ quần thể dự án sẵn sàng vận hành thử vào đầu tháng 7 năm 2019. Bên cạnh đó, các khu vực liên kết, cảnh quan và hạ tầng cũng song song được hoàn thiện. Hồ điều hòa trung tâm được dẫn nước vào ngày 20 tháng 4 với sức chứa 100.000 mét khối nước ngọt. Không chỉ là lá phổi xanh để điều tiết không khí, cung cấp nước sạch, hồ điều hòa trung tâm còn là điểm nhấn cảnh quan của quần thể du lịch, mang đến không gian xanh mát, trong lành, là nơi dạo bộ và ngắm cảnh lý tưởng cho du khách. Với mật độ xây dựng chỉ 12.32% trong quần thể rộng hơn 50 hecta, dự án Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc được bao phủ bởi không gian xanh của thiên nhiên thuần khiết. Toàn bộ các khu vực khách sạn, villa, bể bơi, câu lạc bộ bãi biển đều đang được phủ xanh với các giống cây to lâu năm như dừa, me tây, chà và, lộc vừng cùng hàng trăm loài hoa nhiệt đới ngập tràn hương sắc. Chỉ còn vài tháng nữa, khi Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc chính thức được vận hành, Phú Quốc sẽ đón nhận nguồn cung lưu trú quý giá trong phân khúc hạng sang. Du khách đến với nơi đây được thực sự thưởng thức trọn vẹn những bình minh trong vắt như pha lê, những buổi hoàng hôn rực đỏ sáng chiều trong không gian lắng động và riêng tư của bãi biển Ông Lan. Được khám phá muôn vàn điều thú vị của mảnh đất Phú Quốc trù phú và giàu truyền thống văn hóa, được trở về và trân trọng chính mình. Ngay thời điểm này, hơn 400 sản phẩm căn hộ nghỉ dưỡng và biệt thự biển hạng sang của toàn bộ dự án đang được mở bán với những ưu đãi đặc biệt dành cho nhà đầu tư. Hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 65% giá trị căn hộ. Miễn phí trả nợ trước hạn. Tặng 15 đêm nghỉ miễn phí mỗi năm. Tặng chuyến du lịch nghỉ dưỡng. Cam kết lợi nhuận tối thiểu 10% một năm. Đây chính là thời điểm vàng để nhà đầu tư sở hữu ngay cho mình những bất động sản trên mảnh đất kim cương Phú Quốc. Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc, đánh thức tuyệt tác thiên nhiên.